Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh sắc vàng trong video ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn một số hai cái phôi hải châu ha hải châu là nhỏ cuối cùng là hai sông cầu à, hai cái phôi này lùng lực ha một cái phôi thì hoành 38 và một cái phôi là hoành 19 Đó. đây là cái phôi hoành 38 nha các bạn phôi này đế đấm ok ha à, đế đấm ok nha rễ thì thôi bao la luôn rễ bao la rễ đều hết tứ diện luôn nha hoành à, ngang cái cổ để là nó 38 và cao lên là 43 à, phối này thì mình giao lưu với các bạn với giá là 500k bao vận chuyển cây đẹp cây nha 500k bao vận chuyển hoành 43 hoành 38 và cao là 43 à, rễ đế ok đẹp cây lùng lực 500k à, bao vận chuyển nha à, bạn nào thích thì liên hệ cho cây ha cây rất là đẹp các bạn lùng lực đẹp lắm à. rồi đến với một cây anh mini phôi mini này khá hay các bạn phôi hoành 19 thôi nhưng mà rễ đế thì ok lùng lực ha. lắc thân lắc đẹp Đó. cây hoành 19 cao 30 Dạ, cây này mình giao lưu với các bạn với giá là 250k bao vận chuyển. 250k bao vận chuyển bạn nào thích thì mình liên hệ chốt cây nha. Đó, bạn mua hai cây thì mình bớt ít tiền xe bạn ít tiền vận chuyển. Bạn chơi vui ha. Rồi bạn nào thích thì liên hệ chốt cây. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.